Anh nói ai hóc sắc vậy? Anh uống giỏi quá à. Ừ, trời ơi, đẹp trai dữ. Anh uống ngày ngày luôn á. Bộ à, lần đầu anh tới đây chơi hả? Ôi, gì mà lần đầu chứ. Anh á, anh đi nát hết mấy chỗ này rồi. Ồ, em gái. Coi nè. Trời ơi. Nếu đã vậy thì để Chi Chi phục vụ anh nha. Để đêm nay em đưa anh lên thiên đường chơi nha. Yo. Uống đi cưng. Đốt thêm đi. Cứ chơi thoải mái, tối nay anh lo hết mà. Đây. Anh thưởng cho em nè. Thấy chưa? Nhớ phục vụ anh cho tốt nha. Này. Ôi, bình tĩnh đã. Bình tĩnh. Làm sao mà em bình tĩnh được chứ? Cũng tại anh đó, vừa đẹp trai lại ngọt ngào như vậy nữa, lâu lâu em mới gặp được đó nha. Để đêm nay Chi Chi phục vụ anh thiệt nhiệt tình luôn nha. Từ từ, chết. Bình tĩnh. Bình tĩnh, có gì từ từ nói đi ha. Không bình tĩnh nổi nữa rồi. Máy để đề ba. Từ từ nói. Ôi trời ơi, nhột muốn chết, sợ muốn xỉu luôn à. Ôi trời ơi, trễ hơn một chút xíu nữa là về chậu ông bà ông giải rồi. Làm sao biết được rốt cuộc bọn chúng có vận chuyển thuốc phiện hay không đây ta? Cẩn thận chút đi anh. Xin lỗi. Tôi đã xin lỗi rồi mà. Nhưng đây là toilet nữ đó. Lộn chỗ thôi mà. Chắc là sai lắm rồi, nên không phân biệt được nhà vệ sinh nam hay nữ luôn. Em chóng mặt quá. Anh đi đâu vậy? Đi vệ sinh. Ôi mắc quá trời luôn rồi. Nhà vệ sinh bên kia. Bên kia hả? Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Ngày mai ông chủ có hẹn với tổ chức từ thiện quốc tế. Đoàn này phải chăm sóc cẩn thận. Hàng năm họ dành ngân sách cho hoạt động của chúng ta rất nhiều. Dạ ông chủ. Đúng là cái đồ giả nhân giả nghĩa. Hụt. Nè thằng Lùng, nói gì đó? Nè. Trời đất ơi, cái thằng này. Nhìn cái kiểu này là biết xỉn lắm rồi. Đó, thấy chưa? Xong đời rồi. Yếu yếu kiểu này á, coi chừng bị đồng bọn lột đồ ra cho đứng đường luôn bây giờ.
Dạ chị Sổn. Ông Tony về rồi. Dạ được, hẹn gặp lại. Mở đi. Dạ. Ở đâu ra vậy hả? Ở hẻm khao sảnh, say không biết trời đất. Sau đó thì bị chút thuốc mê. Ừ. Nè. Làm gì đó? Nè anh. Có ngực hả? Lần nào cũng trúng chỗ hiểm hết. Sao vậy? À, không có gì. Đi, đưa về chỗ an toàn. Trông coi cho cẩn thận. Lát nữa đem đi đấu giá. Dạ biết. Có chuyện gì? Sao không nói qua điện thoại đi? Tôi muốn nhờ cậu chở hàng đợt này. Tại sao chứ? Tôi không tin tưởng người mình. Họ không đủ chuyên nghiệp. Nếu có cậu giúp tôi, mọi chuyện sẽ dễ hơn. Với lại hàng này là của chú Côn. Dù Tony mượn cậu,
Nhưng trước giờ cậu vẫn là người của chú Côn mà. Sao vậy hả? Hay cậu sợ Tony biết được chuyện? Kiểu nào cũng làm gì cho chú Côn thôi. Vậy cậu có nhận không? Tôi nhận. Cứ yên tâm. Được. Xin chào chị Park Sỏn. Ừ, xin chào. Hàng đã xong chưa? Khách hàng đang trên đường tới đó. Dạ, xong xuôi hết rồi chị. Em mà ra tay á, mọi thứ chắc chắn phải ok. Nói được thì làm được. Nếu không như lời nói, coi chừng. Chuyện vậy đó có gì đâu, bình thường mà, có gì đâu phải rối. Xin chào các vị khách quý, chào đón các vị đến với hậu cung. Với các vị khách mới, tôi xin phép được giới thiệu qua luật đấu giá. Buổi đấu giá bắt đầu ở giá 50.000 đô. Mỗi lần, mức tăng là 5.000. Đấu giá kết thúc khi không ai ra giá nữa. Và để giúp các vị giải trí tối nay, các quý cô đây sẽ đáp ứng mọi sở thích của quý vị. Nhấn mạnh mọi sở thích. Yêu, dịu dàng, sex, bạo lực, tra tấn, kể cả chết. Bắt đầu nào. Giờ sẽ bắt đầu với quý cô đầu tiên. Giá khởi điểm là 50.000 đô la. Việc này cô làm rất tốt. Từ giờ tôi sẽ để cô quản lý việc này. Tôi sẽ không tới nữa. Dạ, cảm ơn chị Park Sỏn. Phim được dịch và lồng tiếng tại phim... Ra đi! Chống cự! Đi! Được đó. Tụi này bán đấu giá được. Đem đi đi. Dạ. Lại lên. Đứng dậy. Lôi nó đi. Đi lên. Ê, đừng lên. Đi. Chắc là mấy vị khách nước ngoài sẽ thích lắm đó chị. Chọn khách hàng cho kỹ vào đó. Kẻ nào không đủ tiền thì miễn bàn. Cái đó là chắc chắn rồi. Chị không cần phải lo lắng gì đâu.
ông chủ của tôi thích cái thể loại phụ nữ phải đặc biệt một chút. Chẳng hạn loại phụ nữ chịu làm tất cả mọi thứ theo yêu cầu của ông chủ tôi. Có người giới thiệu tôi tới đây, nói là bà có loại mà ông chủ tôi cần. Chỉ cần vừa ý ông ấy, chuyện tiền bạc không thành vấn đề. Mau không, im lặng. Hàng về tới rồi chị. Tốt, trẻ đẹp kiểu này bán được giá lắm. Đem nhốt lại đi. Dạ. Đánh coi. Sao hả? Dạ chị ơi, có khách hàng mới tới. Từ đâu tới vậy? Dạ là ông Tráng giới thiệu tới. Chị có muốn giao dịch không chị? Có người giới thiệu là được rồi. Nhận đi. Mời đi hướng này. Mấy em tuyển hôm nay ai cũng đẹp hết trơn á. Còn tôi và cô cha ba, khi đã được vào bên trong rồi thì cha ba phải tìm được nơi giam giữ các cô gái. Muốn đi đâu? Đi vệ sinh. Xin mời. Phim được dịch và còn nhóm ở vòng ngoài thì TV tập trung giải quyết hết đám bảo vệ bên ngoài xung quanh hàng rào. Khi nào nhận được tín hiệu từ tôi thì tiến vào bắt người. Tuyệt đối không được sai kế hoạch. Nếu không thì nhóm cải trang và các cô gái bị giam giữ sẽ gặp nguy hiểm. Chào mừng các vị khách quý có mặt tại đây. Hôm nay chúng ta lại tiến hành đấu giá. Mức giá khởi điểm sẽ là 50.000 đô la. Mức tăng giá mỗi lần là 5.000 đô. Được rồi, chúng ta sẽ bắt đầu. Quý cô đầu tiên. Ê, làm gì đó? Thì thôi,
Phía trước đã xong. Bên ngoài đã xong. Nghe rõ, chờ lệnh và bắt người. Đi. Đi. Đi theo tôi. Mau trốn vào phòng đi. Không đáng mặt đàn ông. Một đám đàn ông các người xúm vào đối phó với một người phụ nữ, vậy mà cũng dùng tới súng nữa sao? Được. $50,000, $50,000 lần một, $50,000 lần hai, $55,000, $55,000 lần một, $80,000, $80,000 lần một, $80,000 lần hai. Chuẩn bị. Phim được dịch và lồng tiếng tại phim team. Nó là ai? Tổng cộng mấy đứa? Một mình nó. Giữ đó. Năm mươi lăm ngàn lần một,
55.000 lần 2. Và 80.000 đô la. Cả hai đứng yên, chúng tôi là cảnh sát. Ra đi mà. Trời ơi, ai cái đầu bà. Đi, mở lên. Phần lớn đối tượng đều bị khống chế. Tuy nhiên không bắt được bác Soạn, đã huy động lực lượng hỗ trợ rồi. Cảm ơn chị. Thật sự rất cảm ơn. Thì nhà cẩn thận nha. Cảm ơn chị nhiều. Cảm ơn chị. Hành động lần này xem như là đã thành công. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Đội trưởng à, bác Soạn trốn thoát rồi sao? Đúng vậy. Đúng ra không nên để A thoát. Nhưng mà ít nhất cũng đã phá hủy hang ổ của A. Kể từ giờ A sẽ khó sống. Vừa bị cảnh sát truy bắt, vừa bị đồng bọn đâm sau lưng nữa. Em xin lỗi đội trưởng. Em lại mắc sai lầm nữa rồi.
Sai lầm gì cha ba? Cô đã làm rất tốt. Đây cũng là lần đầu tiên cô đã không tự ý vượt giới hạn của mình. Dù có chút sai sót, nhưng cuối cùng vẫn thoát ra được thôi. Nhưng mà ngoại hình cô bây giờ hơi bị bù xù đó nha. Đội trưởng này, người ta còn đang tận hưởng lời khen, tự nhiên anh nói câu cuối nghe dễ quê độ ghê. Đội trưởng làm gì vậy? Thì chụp hình. Chụp hình cô chứ làm gì? Tôi sẽ gửi nó vào nhóm chat, rồi mấy người kia sẽ up nó lên Facebook. Không phải cô là hot blogger sao? Up hình bây giờ nè, đảm bảo lượt like sẽ siêu cao. Không được làm vậy mà đội trưởng ơi. Đừng làm vậy. Nếu như anh up hình đó, em mất cả 1000 like đó anh. Em phải luôn xinh đẹp mới được. Cứ tin tôi đi. Công nhận là hôm nay đội trưởng nhìn cũng rất đẹp trai đó nha. Em cũng chụp hình anh luôn ha. Không được. Chụp chút đi. Không được chụp hình, không được. Cười đi, cười đi. Đẹp trai quá chừng à. Đưa mặt đây chụp đi coi. Đội trưởng, cho em chụp hình cái đi. Có chuyện gì? Bác Soạn trốn thoát rồi ông chủ. Tiếp theo chúng ta nên xử lý bác Soạn như thế nào đi? Cứ thả A đi, không bấu víu vào ai được đâu. Dạ. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Tạm thời trốn ở đây đi chị. Cậu có chắc cảnh sát sẽ không tìm ra chỗ này không? Chắc chắn mà chị, chỗ này là an toàn nhất rồi. Vậy tiếp theo chúng ta sẽ làm gì đây? Vẫn chưa biết nữa. Nhưng trước tiên, bằng mọi giá phải xử lý những kẻ đã hãm hại tôi. Chúng là ai vậy chị? Còn ai nữa? Chính là thằng Tony. Nó coi tôi như trái bom nổ chậm, nên phải thủ tiêu tôi để khỏi ngán đường nó. Đồ khốn kiếp! Mày sẽ phải trả giá cho những gì mà mày đã làm. Tình hình tiến triển tới đâu rồi hả? Vẫn chưa có tiến triển gì hết á. Nội gián mà, có phải là gà nướng lề đường đâu mà dễ dàng tìm ra được chứ. Nên tôi mới kêu cô đi tìm. Thì em cũng đang cố gắng lắm rồi đây nè. Có khi nào là kẻ mà chúng ta không nghĩ sẽ là nội gián không? Cũng có thể là vậy lắm đó anh. Xin phép đội trưởng. Cảm ơn cậu. Dạ. Phim được dịch và không còn gì nữa. Cô hãy ra ngoài đi. Dạ. Nè, thưa quý, tôi có chuyện ra ngoài một chút. Nếu có việc gì gấp thì cứ gọi cho tôi. Dạ được, thưa đội trưởng.
Không lẽ đội trưởng đang đi gặp tên đó ta? Chị ơi, giờ em chạy ra ngoài một chút nha. Ừ. Anh chết chắc rồi. Phải đâu ta? Là nhân viên giao hàng thôi hả? Thiệt tình. Cũng may là được đội trưởng báo trước. Cô ta đúng là không phải dạng vừa. Ừ. Cũng tốt. Từ giờ cô ấy sẽ không nghi ngờ tôi nữa. Mà nè, có việc gì báo với tôi hay sao? Là Tony, hắn chuẩn bị đàm phán với người nước ngoài. Tên đó thật đúng là lòng tham không đáy. Vậy cũng tốt, chúng ta sẽ có cơ hội bắt hắn phải chịu tội trước pháp luật. Khi nào thì hắn sẽ giao hàng? Chưa xác định thời gian. Nếu vậy thì khi nào có được thời gian và địa điểm giao hàng cụ thể, lập tức báo cho tôi biết. Lần này cậu phải chắc chắn, không được để thất bại như lần trước nữa. Tôi nhất định không để chuyện lần trước tái diễn đâu. Vụ giao hàng lần này, chúng ta sẽ đào ao vụ cá vào, cứ để mặc cho bọn chúng thương lượng. Chờ tới khi nào chúng tiến hành giao hàng, chúng ta mới tiến vào dây bắt. Dạ rồi. Dạ xin lỗi phiền chị. Có chuyện gì? Vừa có tin liên quan tới Tony đó. Là tin gì? Hắn ta sẽ đàm phán bán ma túy cho người nước ngoài. Có biết rõ thời gian và địa điểm không? Dạ biết rõ. Hôm đó sẽ là ngày giỗ của mày, thằng khốn Tony. Chắc mình suy nghĩ nhiều quá rồi. Xuân Anh không phải là tay trong của đội trưởng đâu. Nhưng không biết giờ anh ta đang làm cái gì hả?